căn cứ điểm B, điểm D khoản 2 điều 18 của luật điện ảnh. Bộ phim Đất rừng phương Nam đã được Hội đồng thẩm định phim quốc gia tiến hành thẩm định. Hội đồng khẳng định bộ phim không vi phạm pháp luật về điện ảnh, vì vậy đã được cấp phép để được phổ biến. Chính vì vậy mà Bộ Văn hóa cũng tôn trọng quyết định của Hội đồng. Trong trường hợp nếu phát hiện Hội đồng làm sai và vi phạm pháp luật, thì lúc đó mới có các biện pháp để xử lý tiếp theo. Tất nhiên, trước vấn đề mà khi bộ phim mới chiếu thử, thì Bộ Văn hóa cũng rất thận trọng trước những yêu cầu có tính chất tranh luận trên nền tảng của mạng xã hội và nhiều ý kiến đóng góp. Bộ trưởng đã yêu cầu Hội đồng xem xét, tiếp thu hợp lý những ý kiến mà dư luận phản ánh. Vì vậy, Hội đồng đã họp và có mời các cơ quan hữu quan để xem xét lại và khẳng định bộ phim vẫn đầy đủ các yếu tố để cấp phép hoạt động. Chính vì vậy mà cá nhân Bộ trưởng cũng như Bộ Văn hóa đều phải tôn trọng theo nguyên tắc này. Bởi vì Hội đồng chịu trách nhiệm trước pháp luật về công tác thẩm định.